Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. À, thì trong cái bài số 11 này à, là cái nội dung liên quan đến cái việc chốt sale, làm thế nào để chúng ta có thể chốt sale thành công được không nào? thì ta sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái nội dung bài 11 này về những cái kỹ năng để cho chúng ta có thể chốt sale một cách tốt nhất được không nào? hoặc là chúng ta sẽ phá vỡ được những cái rào cản của chúng ta trước giờ cho cái việc chốt sale và ta ra sẽ chia sẻ với các bạn vào những cái nội dung như sau. thứ nhất đó là gì ạ? những cái yếu tố sáu cái yếu tố mà chúng ta quan trọng mà khi chúng ta gì ạ? chúng ta chốt sale thì chúng ta cần phải biết để mà nó gia tăng được cái tỷ lệ chốt sale tốt hơn được chưa nào và cái yếu tố đầu tiên của cái việc đó là à, trong cái việc mà liên quan đến cái chốt sale đó là điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải có năng lượng nha các bạn năng lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng khi đi chốt sale chúng ta cần phải có năng lượng cao Được không nào chúng ta phải nằm chân tinh thần đó là luôn luôn sẵn sàng để mà chốt sale chúng ta không thể nào mà đi chốt sale với cái mặt yếu xìu như thế này được không tại vì sao điều này nó sẽ làm cho chúng ta là gì cản trở cái việc chúng ta chốt sale, khách hàng không muốn gặp một cái người nào đó mà vào với một cái bộ dạng hoặc một cái tâm trạng mà gì, buồn bã được chưa nào? cho nên là gì? các bạn nhớ là phải có năng lượng cao để chúng ta có thể chốt sale được cách tốt hơn nhá. cái thứ hai đó là gì ạ? chúng ta phải nắm rõ được cái nhu cầu của khách hàng và chúng ta cần phải có tìm được những cái sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng được không nào? và cái yếu tố thứ ba mà ta đang muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? tạo được niềm tin cho khách hàng. đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta chốt sale thành công được chưa? và cái yếu tố thứ tư đó là gì ạ? À, khách hàng phải hiểu được cái sản phẩm và cái lợi ích của cái sản phẩm của chúng ta mang đến được không nào? Chúng ta không thể nào mà bán cho một người nào đó mà khi mà họ gì ạ, họ không hiểu được cái sản phẩm đó là gì. Đúng không nào? Lợi ích của sản phẩm ra mang đến làm sao thì chúng ta cũng sẽ rất khó để chốt sale. Cho nên để đảm bảo được chốt sale thành công thì chúng ta cần phải cho khách hàng biết được cái lợi ích của cái sản phẩm đó, cái giá trị của sản phẩm đó mang đến được cho khách hàng, có giải quyết được cái nỗi đau gì cho khách hàng hay không, được không nào? Và cái yếu tố thứ năm mà đó là gì ạ? Các bạn hãy đưa những cái sản phẩm giới thiệu cho khách hàng và giới ví dụ như các bạn có thể sau khi khai thác cái nhu cầu khách hàng xong rồi, các bạn có thể nói với khách hàng là à đây là cái sản phẩm mà em thấy sẽ phù hợp với cái nhu cầu của anh chị và lý do tại sao nó lại phù hợp chúng ta cần phải nói ra cho khách hàng được không để khách hàng dễ hiểu hơn là là cái việc là gì chúng ta đưa ra mà chúng ta không nói và cái yếu tố cuối cùng đó là gì ạ cái giá trị cái tiền của khách hàng nó phải phù hợp với cái cái sản phẩm của mình ví dụ như khách hàng thích cái sản phẩm nó quá nhưng mà cái giá trị của cái cái tiền của khách hàng không có thì làm sao có thể mua được đúng không nào à, vì sao ạ à? cái việc mà giá cả nó phải phù hợp được với cái túi tiền của khách hàng phù hợp được với tài chính của khách hàng cho cái giai đoạn đó thì nó sẽ tốt hơn chúng ta tránh à, tình trạng đó là gì ạ à? chúng ta tìm cái nhu cầu khác của khách hàng nó khớp rồi nhưng mà giá lại không khớp thì nó cũng sẽ giúp làm cho chúng ta nó là gì ạ cản trở cái việc là bán hàng đúng không nào chúng ta sẽ bị tốn thêm nhiều thời gian hơn mà chúng ta vẫn chưa chốt được xem chính vì yếu tố đó mà ta ra khuyên đó là gì ạ trước khi đi chốt sale trước khi là gì ạ chúng ta vào nhập cuộc cho cái việc đóng cái giao dịch đó lại thì chúng ta hãy nhớ lại sáu cái yếu tố này nha đây là một trong những cái yếu tố quan trọng của việc chốt xe được không nào và video tới thì ta ra sẽ chia sẻ với các bạn đó là gì ạ những cái tín hiệu mà khách hàng có thể ra tín hiệu mua hàng để các bạn gì ạ? các bạn để sẵn sàng mà chốt xe hoặc là chúng ta sẽ gì ạ? À, sẽ phân tích ra những cái nỗi sợ mà cái người bán hàng của chúng ta sợ gì khi chúng ta chốt sale được không nào? Các bạn nhớ theo dõi những cái video tiếp theo của cái mục chốt sale nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào